Minh Thúy xin kính chào quý vị. Vào lúc 1 giờ trưa ngày thứ Bảy mùng 4 Tây tháng 6 năm 2011, Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật đã tổ chức buổi phát giải thưởng cho cuộc thi Em viết tiếng Việt tại James Lee Community Center thuộc thành phố Fort Church, Virginia. Minh Thúy xin kính mời quý vị theo dõi phần phóng sự sau đây. Nhằm góp phần bảo tồn văn hóa Việt Nam tại hải ngoại và khuyến khích các em thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba không quên tiếng Việt, Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật đã tổ chức cuộc thi Em viết tiếng Việt lần đầu tiên cho các em tại vùng Hoa Thịnh Đốn. Dạ, thưa qua chương trình thi này thì thấy các em có cố gắng rất nhiều, và không những các em học ở trong trường Thăng Long ở nhà Việt Nam mà còn cả các trường khác nữa. Có một vài em ở các tiểu bang khác cũng gửi bài dự thi, nhưng mà ban giám khảo chỉ chọn những cái thí sinh mà ở trong vùng và đang đi học ở các trường trung học ở vùng Hoa Thịnh Đốn mà thôi. Thành phần dự thi gồm các em học sinh từ 12 đến 18 tuổi và đang theo học tại các trường tiểu học và trung học tại Virginia, Maryland và Washington DC. Bài dự thi là một bài văn xuôi viết tại nhà không dài quá 2.000 chữ. Đề tài được chọn là kỷ niệm về Tết hoặc kỷ niệm đẹp của em. Mở đầu chương trình, sau phần giới thiệu ban giám khảo và ban tổ chức, ông Chủ tịch Đỗ Hồng Anh đã lên thuật sơ qua về điển tích của Mạnh Tử. Để đoán xét sự hiểu biết của các em đến tham dự, ông đã đặt một câu hỏi. Con biết cái câu tục ngữ nào nó phản ảnh cái ý nghĩa của câu chuyện vừa rồi? Con nói cho tất cả mọi người để nghe. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Thưa Hà Trọng Nhân, học lớp 4, thưa quý vị. Và đây món quà của cộng đồng gửi riêng cho con. Độ 25 em đã gửi bài đến tham dự. Phần lớn là các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ. Ban tổ chức hy vọng trong năm tới, các phụ huynh và các thầy cô sẽ khuyến khích các em tham dự nhiều hơn. Trong việc chấm thi cực nhọc và vất vả này, ban giám khảo đã rất ngạc nhiên và phấn khởi khi nhận thấy đa số các thí sinh đã diễn tả những ý nghĩ chân thực, mới mẻ, với lời văn trong sáng, dễ thương. Quý nhất là các em đã viết bằng sự rung cảm, hồn nhiên của chính tâm hồn mình. Để chọn một bài viết trúng giải á, thì có hai phần. Thứ nhất á, là cái văn của các em viết, và cái quan trọng hơn nữa là cái ý. Tại vì cái này, cái đề tài là những kỷ niệm đẹp của các em đó. Thành ra mà các em này là người Mỹ gốc Việt, mà các em học tiếng Việt ở đây, thành ra cái ý của các em á, quan trọng hơn cái văn. Nhưng mà chúng tôi cũng rất mừng là trong những cái bài mà chọn ít có lỗi chính tả lắm. Dạ. Sau khi ban giám khảo công bố các em được giải thưởng, em Nguyễn Khánh Linh là người đã đoạt giải xuất sắc đã lên đọc bài viết của em. Kính thưa quý vị, tên em là Nguyễn Khánh Linh. Rất nhiều người sống cả đời chưa bao giờ có kỷ niệm thật đẹp. Ra thì cháu nó tham gia vào cái lúc cuối cùng vào cái cuộc thi này là do cái sự khuyến khích của cô giáo. Một cái điều mà chúng tôi vẫn tâm niệm từ hồi nào, từ khi sanh các cháu ra đến giờ, đó là chúng tôi muốn là các cháu nói được tiếng Việt Nam. Do đó từ trong nhà chúng tôi có cái tâm niệm là tất cả mọi người đều phải nói tiếng Việt với các cháu. Thì cái bài đấy là viết khoảng 2 ngày mới xong. Dạ, thầy chỉ cứ nói môn viết và em viết theo thôi mà em viết một mình. Tất cả các bài được giải thưởng đều được chọn đăng trong kỷ nguyên mới, mục những tài năng trẻ vào tháng 6 năm 2011. Trong chương trình đã có những tiết mục văn nghệ, chọn lọc đầy màu sắc dân tộc do các em trình diễn, đồng thời tạo cơ hội cho các phụ huynh và các thiếu nhi có dịp gặp gỡ và sinh hoạt chung. Những bài thi của các em lần này đã đáp ứng được phần nào lòng mong đợi của ban tổ chức trong việc giữ gìn cho thế hệ sau biết nói và biết viết tiếng Việt. Đồng thời cũng đã hứa hẹn những mầm non tài năng văn học Việt Nam tại hải ngoại.
Quý vị vừa theo dõi phần phóng sự của buổi lễ phát giải thưởng cho cuộc thi Em viết tiếng Việt do Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật tổ chức. Minh Thúy xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.